Chào mừng các bạn trở lại với kênh Football España, nơi cung cấp những thông tin thú vị về tất cả những gì liên quan tới bóng đá Tây Ban Nha. Sau khi lần lượt đón về Oziro Romeo, Ikay Gundogan và Inigo Martinez, Barca đang dồn toàn lực theo đuổi cho Alcancelo. Theo tiết lộ của nhà báo Fabrizio Romano, đội bóng xứ Catalonia sẽ dùng số tiền từ việc bán đêm Dembele cho PSG để chiêu mộ cầu thủ người Bồ Đào Nha. Chuyên gia chuyển nhượng nổi tiếng của kênh Sky Sports khẳng định Cancelo là mục tiêu số 1 của Barca cho vị trí hậu vệ phải, với phương án dự phòng là Ivan Zeneda. Đó là điều hiển nhiên, vì xét ở hầu hết khía cạnh, thì Cancelo đều vượt trội so với cầu thủ trẻ của Valladolid. Tài năng của cầu thủ 29 tuổi này đã được khẳng định từ lâu, ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Cancelo cũng có thừa kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao khi từng khoác áo một loạt đội bóng tên tuổi, từ Benfica, Valencia, Inter Milan, Juventus, Manchester City và Bayern Munich vướng mắc trong thương vụ này là Cancelo đang nhận mức lương khá cao, lên tới 14 triệu euro mùa. Trong khi đó, Barca vẫn đang ngập trong khó khăn về tài chính, bất chấp đã kích hoạt tới 4 đòn bẩy kinh tế trong mùa hè trước đó. Nhưng kể cả khi Cancelo chấp nhận giảm lương để đến sân Kem Nu, Barca sẽ còn phải đối mặt với một vấn đề đau đầu khác. Theo tờ Mundo Deportivo, đội bóng xứ Catalonia đang tiến hành phân tích kỹ càng cầu thủ này, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Vấn đề của Cancelo không nằm ở trình độ mà là thái độ. Cụ thể, bác sa đang khá lo lắng về lịch sử xung đột với các huấn luyện viên của cầu thủ Bồ Đào Nha, bất chấp huấn luyện viên Xavi vẫn đang tự tin mình có thể cầm cương con ngựa bất kham này, nhờ vào kinh nghiệm phong phú khi còn là cầu thủ. Nỗi lo của đội chủ sân Nu là hoàn toàn có cơ sở, vì gần như đi đến đâu, Cancelo cũng gây rắc rối đến đó, không kể giai đoạn chơi cho Benfica và Valencia, anh luôn gặp vấn đề ở bốn đội bóng gần nhất mà mình khoác áo. Tại Inter, huấn luyện viên Luciano Spalletti từng nhận xét: Nếu chơi không tốt, Cancelo sẽ đổ lỗi cho vị trí mà mình phải thi đấu. Nếu bạn đặt Cancelo vào cánh phải, cậu ta sẽ nói mình muốn chơi bên cánh trái và ngược lại. Thực ra cầu thủ nào cũng đòi hỏi cả, nhưng cậu ta thường ca cầm nhiều hơn người khác. Lịch sử đã lặp lại khi Cancelo chia tay Inter để chuyển đến Juventus vào năm 2018. Chỉ sau một mùa khoác áo và đầm già, cầu thủ chạy cánh người bồ đào nha đã bắt đầu làm mình làm mẩy đòi ra đi. Trong chuyến du đấu mùa hè năm 2019 ở Singapore, anh thậm chí còn vùng vòng bỏ tập, khiến huấn luyện viên Maurizio Sarri và giám đốc thể thao Fabio Paratici phải đích thân đến nói chuyện. Sau hàng loạt hành động chống đối, Cancelo cuối cùng cũng được thỏa ước nguyện rời Juventus. Anh gia nhập Man City vào tháng 8 năm 2019 với giá 27,4 triệu bằng tiền mặt và đội chủ sân ETH còn phải cắt thêm cả cầu thủ người Brazil Danilo. Với tổng phí chuyển nhượng lên tới 60 triệu bảng, Cancelo đã trở thành hậu vệ phải tắt nhất lịch sử. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pep Guardiola, Cancelo đã nhanh chóng bùng nổ trong màu áo Man xanh. Khi mới cập bến eth Jack Grealish từng nói rằng Cancelo là cầu thủ giỏi đến mức kinh ngạc. Không bám biên như một hậu vệ cánh thuần túy, cầu thủ Bồ Đào Nha biết khi nào cần tăng tốc, thời điểm nào nên chuyển cánh hay bó vào trung lộ. Khi ấy, giới chuyên môn còn coi anh như một bộ não ở đường biên của Man City nhưng đúng như người ta vẫn nói, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Sau bước ngoặt là kỳ World Cup 2022 thảm họa mà anh gục học với thủ quân Cristiano Ronaldo và mất chỗ ở đội tuyển bồ đào nha vào tay Diogo Dalot, Cancelo liền hiện nguyên hình. Anh bắt đầu tỏ thái độ với đồng đội, xô sát với Phil Foden trong phòng thay đồ và thậm chí tỏ ra bất cần cả với huấn luyện viên Pep Guardiola khi phải ngồi dự bị. Một nguồn tin nội bộ từ Man City tiết lộ, khi Pep đang trao đổi với các cầu thủ, cậu ta đeo tai nghe và ngồi bệt xuống sàn. Thái độ khó chịu ấy của Cancelo khiến phòng thay đồ có nguy cơ bị ô nhiễm, trong bối cảnh đội bóng đang cần duy trì sự ổn định và tinh thần đoàn kết ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Vì thế, huấn luyện viên Pep Guardiola đã quyết định loại bỏ nhân tố gây bất ổn này. Đó là lý do đúng ngày cuối cùng của tháng 1 năm 2023, Man City đẩy Cancelo tới Bayern Munich theo hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đất trị giá 70 triệu euro. Những tưởng đây sẽ là cơ hội để cầu thủ này khẳng định lại năng lực của mình, nhưng cuối cùng, mèo lại hoàn mèo, các đồng đội mới ở Bayern không ưa Cancelo vì thái độ khó gần. Cựu huấn luyện viên Julian Nagelsmann thì nhận xét, "Cancelo thường tập rất hời hợt và không đáp ứng được yêu cầu của tôi, có vẻ như cậu ta không hài lòng với việc mình bị ném đi theo hợp đồng cho mượn." Mối quan hệ của tuyển thủ Bồ Đào Nha với các fan Bayern cũng đổ vỡ, sau khi anh bỏ về sớm mà không ở lại chia vui cùng cổ động viên sau trận thắng Dortmund do ức chế khi chỉ được đá 11 phút cuối trận. Hàng loạt lý do ấy đã khiến Bayern quyết định không kích hoạt điều khoản mua đất của Cancelo, dù tân huấn luyện viên Thomas Tuchel đánh giá khá cao cầu học trò. Vì thế, cầu thủ bồ đào nha đã bị trả lại Man City, nơi anh vừa có màn tái ngộ với Bayern trong một trận giao hữu ở Tokyo, Nhật Bản ngày 26 tháng 7. Và cũng vì thế, Barca nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định chiêu mộ Cancelo, một cầu thủ rất tài năng nhưng lại chẳng khác gì một quả bom nổ chậm trong phòng thay đồ.